chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Trong một video trước đây thì mình đã từng trên nghe một thiết bị tai nghe Bluetooth của F-Power rồi. Tuy nhiên thì đó là một cái loại tai nghe tròn tròn để các bạn nhét tai. Và ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục làm một thiết bị tai nghe Bluetooth từ F-Power, nhưng mà chúng ta sẽ có F-Power T10 với một cái thiết kế hoàn toàn khác luôn. Và mình đang có hộp của hai sản phẩm với hai phối màu khác nhau là màu đen và màu hồng, rất là bắt mắt để cho các bạn có thể lựa chọn. Và giá của sản phẩm này thì ngay ngoài hộp chúng ta có thể thấy được là 1.490.000 đồng, là một cái mức giá rất là tốt cho một cái tai nghe Bluetooth trên thị trường hiện nay. Và nhìn ngoài hộp thì chúng ta có thể thấy những cái điểm mạnh của chiếc tai nghe này. Chúng ta sẽ có cảm ứng nè, rồi chống ồn nè, chống nước và có Bluetooth V5.0 nữa. Và bây giờ thì không mất thời gian nữa, mình sẽ khui hộp để chúng ta xem bên trong này có gì luôn nha. Mình sẽ khui phiên bản màu hồng thì mình thích màu hồng hơn. Ta-da! Khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy ở bên đây là một cái hình của cái chị minh họa nè. Bên đây sẽ là cái tai nghe Bluetooth F-Power của chúng ta. Hình dạng thì nó giống như cái trứng mà hơi dài một chút xíu. Và phía dưới này chúng ta sẽ có một cái dây sạc micro USB. Kèm theo đó các bạn sẽ có những cái núm tai nghe để thay thế cho phù hợp với lại cái tai của mình nha. Giống như những thiết bị tai nghe Bluetooth khác thì chúng ta sẽ có một cái hộp. Cái hộp này nó sẽ vừa đóng vai trò là để đựng cái tai nghe ở bên trong, vừa đóng vai trò là sạc cho hai cái tai nghe của mình luôn. Và kích thước của nó thì rất là nhỏ gọn thôi, các bạn sẽ dễ dàng bỏ vào túi quần, túi áo của mình nè, hoặc là các bạn có thể bỏ vào túi xách và mang theo bên mình để sử dụng bất cứ khi nào. Chất liệu bao phủ bên ngoài của cái hộp này thì sẽ là chất liệu nhựa và sẽ được phủ một lớp sơn nhám. Cái sơn nhám này nó sẽ giúp cho các bạn đỡ phải bám vân tay hoặc là bụi bẩn lên trên thiết bị của mình hơn. Ở ngoài đây chúng ta sẽ có dòng chữ F-Power nè, và ở phía sau này sẽ là một cái cổng sạc micro USB các bạn sẽ dùng để sạc cho cái hộp sạc này. Và cái dung lượng của cái hộp sạc này nó sẽ là 300 mAh. Thời gian để các bạn sạc đầy cái hộp sạc này sẽ là 1 giờ đồng hồ, và khi mà các bạn sạc đầy á thì chúng ta có thể nghe nhạc liên tục trong vòng 3 tiếng rưỡi. Khi mà mở ra thì các bạn sẽ thấy hai cái tai nghe ở bên đây, và thiết kế của nó sẽ là một thiết kế bao gồm một cái đầu tròn để các bạn nhét vào tai. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái thanh dài nữa. Trên cái thanh dài này thì chúng ta sẽ có 3 cái chấm sạc nè, và trong cái hộp chúng ta sẽ có 3 cái đế sạc ở đây. Khi mà các bạn bỏ tai nghe vào hộp á, thì cái hộp này nó sẽ tự động sạc cho cái tai nghe của chúng ta. Thiết kế của hai cái tai nghe này thì nó cũng rất là vừa vặn và có thể giữ được chắc trên cái tai của mình. Hiện tại thì mình đang đeo thử nó trên tai rồi, và cái thanh này thì nó sẽ bám sát vào cái vành tai của mình luôn. Cho nên là khi mà mình hoạt động hoặc là khi mà mình đeo tai nghe để đi tập thể thao thì nó cũng rất là chắc, không có bị rơi ra trong quá trình mà mình hoạt động mạnh. Bên cạnh đó thì với cái phối màu hồng này thì mình cũng rất là thích nữa, rất là hợp với những cái người dùng nữ. Còn đối với những người dùng nam thì các bạn có thể lựa chọn cái phối màu đen này cho mình nha. Để kết nối với điện thoại thì các bạn sẽ cần phải mở hộp này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy hai cái tai nghe này ra đeo lên lỗ tai thì nó sẽ tự động kết nối tai trái, kết nối tai phải và kết nối với thiết bị thứ ba là cái chiếc smartphone của mình. Còn khi mà các bạn lấy chỉ một cái tai nghe ra thôi á thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể kết nối một bên tai nghe và chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái. Còn trong trường hợp các bạn đã kết nối hai tai rồi mà trong lúc đang nghe nhạc hoặc là đang xem phim gì đó các bạn cất một cái tai nghe vào hộp thì nó sẽ tự động hiểu và cắt kết nối cả hai cái tai nghe này luôn. Nếu các bạn muốn sử dụng lại thì chúng ta sẽ phải lặp lại cái thao tác kết nối ban đầu. Tai nghe này thì chúng ta sẽ có một cái bộ phận cảm ứng để có tác vụ là khi mà các bạn nhấn vào thì nó sẽ dừng nhạc, nhấn vòng nữa thì nó sẽ tiếp tục play, và khi mà các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ chuyển qua bài khác. Cái này thì sẽ rất là tiện lợi khi mà các bạn nghe nhạc ngoài đường hay là khi mà chúng ta không có ở gần cái điện thoại của mình thì những cái tác vụ chuyển nhạc hoặc là dừng play cũng rất là dễ, không cần phải cầm lên điện thoại. Và cái khoảng cách để mà sử dụng giữa tai nghe với điện thoại của chúng ta lên đến 10m lận, cho nên nhiều khi mà các bạn để máy trong phòng mà các bạn đeo tai nghe đi khắp nhà thì vẫn có thể hoạt động tốt được. Về chất âm trên chiếc tai nghe F-Power này thì mình đã thử qua rất là nhiều những cái dòng nhạc khác nhau, bao gồm từ nhạc nhẹ nè, bolero nè, nhạc trữ tình nè, rồi EDM rất là nhiều. Thì mình có một cái nhận xét là nó cho một cái chất lượng rất là tốt, cái âm bass của nó thì rất là chắc, trầm, và treb thì nó không có quá là thế. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn nghe những cái bài nhạc nào mà nó kiểu quá là dồn dập á thì chúng ta đôi khi sẽ hơi bị nhức đầu chút xíu nếu các bạn để âm lượng lớn. Đặc biệt là khi mà các bạn nghe bằng cái tai nghe Apple này á thì nó sẽ có những cái tiếng nó rất là tách biệt với nhau, nó không có bị hòa lẫn với nhau, tạo nên một cái bản nhạc nó hơi bị tạp âm một chút xíu á, và mình cảm thấy là cái chất lượng này rất là tốt trong cái tầm giá của chiếc tai nghe Apple này.
Tai nghe AirPower T10 này thì nó cho một cái khả năng chống ồn rất là tốt. Khi mà mình đeo cả hai tai vào thì hầu như mọi người nói gì xung quanh là mình đều không có nghe thấy, mặc dù là mình để một cái mức âm lượng rất là vừa phải. Và một cái mà mình rất thích nữa đó chính là cho dù mình có nghe nhạc lớn đi chăng nữa thì khi mà mình tháo cái tai nghe ra thì mình không có nghe cái tiếng vọng từ cái tai nghe này ra ngoài. Tại vì khi mà mình sử dụng những cái tai nghe khác á, thông thường khi mình nghe nhạc lớn thì những người xung quanh đều có thể nghe được là mình nghe cái gì. Tuy nhiên thì đối với chiếc tai nghe AirPower này thì nó không có xuất hiện cái tình trạng đó, cho nên là một cái điểm mà mình rất là thích. Bên cạnh đó thì chiếc tai nghe AirPower này nó cũng có một cái khả năng chống nước nhẹ thôi, chỉ là chống những cái tia nước từ bên ngoài thôi, chứ các bạn không nên nhúng nước nó đâu nha. Bên cạnh cái nhu cầu nghe nhạc thì các bạn cũng sẽ có nhu cầu đàm thoại, trả lời những cái cuộc điện thoại trên tai nghe của mình, đúng không? Và mình đã test thử cái khả năng đàm thoại trên cái tai nghe AirPower T10 này rồi. Khi mà mình nói thì cái đầu dây bên kia họ vẫn có thể nghe rõ ràng những cái điều mà mình nói, mặc dù là mình nói một cái tông giọng rất là bình thường, không phải là hét lên. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái tai nghe thế hệ tiếp theo của AirPower, đó chính là AirPower T10 với một cái màu sắc rất là bắt mắt nè. Tai nghe bên trong thì thiết kế cũng rất là đẹp nữa, chắc tai và cái chất âm thì đặc biệt tốt luôn, chống ồn tốt cũng như là có một cái khả năng thu rất là tốt. Và giá của em nó trên hộp ghi là 1.490.000 đồng, và mình sẽ để link mua hàng của sản phẩm bên dưới cho bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về chiếc tai nghe này nha. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.